Vâng, Khang Minh GBL xin kính chào toàn thể các bác và toàn thể quý anh nhé. Ở video tiếp theo hôm nay, Khang Minh chính thức khui và khai quật cái cặp SR4732X để mời các bác quý anh em chúng ta cùng xem, thưởng thức và chiêm ngưỡng cái cặp loa này. Khang Minh cập nhật về cách đây khoảng độ tháng rưỡi, 2 tháng mà đến ngày hôm nay mới chính thức khui. Và trước tiên Khang Minh sẽ quay đến cái vỉ cấm rắc này để các bác và quý anh em xem cái độ hiếm và những cái model kinh điển mà Khang Minh về được. Hàng Mỹ Nòi 4732X. Hai cái CG của loa trùng luôn, 00101. Và cặp loa này, ở cái model này Khang Minh cung cấp đi rất là nhiều và luôn tự hào với những cái cặp loa cực kỳ đẹp. Khang Minh phục vụ quý anh em gần xa suốt. Rất là nhiều các model này Khang Minh về được và cung cấp đi. Nhưng mà cho đến cái thời điểm cái cặp loa này khi Khang Minh cập nhật về được thì ngỡ ngàng đối với cái độ đẹp của nó. Nó đẹp gần như là chỉ thiếu cái thùng xốp và gọi là hàng siêu siêu lướt luôn. Đây, các bác quý anh em cùng xem SRX4732X này. Xin lỗi, SR4732X 00101. Chúng ta hãy cùng xem và chiêm ngưỡng tận hưởng từng cái con ốc, từng cái vỉ cắm rắc của hai chiếc loa này. Và các bác quý anh em cùng xem cái sơn sần cát xung quanh. Cặp loa này thuộc dạng hàng hiếm. Đối với Khang Minh thì Khang Minh sẽ cho cái cặp loa này đó thuộc dạng mà từ trước tới nay Khang Minh cung cấp đi rất nhiều rồi mà chưa từng gặp. Còn các bác quý anh em cho những cái nhận xét đánh giá khi hôm nay chính thức mọi người sẽ chiêm ngưỡng cùng Khang Minh cái cặp loa này nhá. Đây là vỉ cắm rắc chiếc thứ hai và Khang Minh sẽ quay thật là chậm rãi và cụ thể chi tiết. Và bây giờ chúng ta sẽ xem đến cái tay sách chẳng hạn. Mọi người cùng xem từng cái tay sách nó còn như là mới luôn. Và Khang Minh vạch ra như thế này. Sau đó lát nữa bắt đầu sẽ khui ly lông. Này các bác này, xoay hẳn ra xem này, từng cái con ốc luôn. Và vạch ra cái độ căng căng như thế này thôi đã ngửi thấy mùi thơm lừng rồi. Đặc trưng của mùi tư bản, hàng công cam về và những món hàng mà Khang Minh về thẳng từ Mỹ qua đường hàng không. Đây, các bác nhìn có thấy kinh điển không? Và bây giờ chúng ta sẽ cắt ni lông ra nhá. Tiến ra hộ chú một tay để cắt ni lông. Hôm nay chính thức quay cái cặp này. Và tiếp theo có thể là video chuẩn bị đến cái cặp SRX725 nguyên thùng cắt xê kia nữa. Các bác sẽ được xem và tận hưởng những cái cặp loa mà đối với Khang Minh, mà Khang Minh cũng phải thừa nhận nó là hàng quá là hiếm. Rồi cứ lùi lại một chút đi. Đặt hai cái loa gần nhau và cắt ra. Đặt như chú đặt đi. Mọi người đợi một chút. Đấy, này những cái chỗ mà sáng sủa đẹp nhất để quay cái cặp này. Rồi, cắt ra. Cắt khéo không là vào loa, vào thành, vào cái căng nhá. Đây là khui hàng Mỹ Nòi, khui những cặp loa hiếm gặp trên thị trường. Khang Minh có một cái video quay và nói qua cái cặp này cách đây khoảng trên dưới một tháng. Tiêu đề của video là hé lộ SR4732X, gọi là gì đó siêu hiếm, siêu kinh điển gì đó. Và ngày hôm nay chính thức em nó được lên kênh, lên sóng vào đúng ngày rằm tháng 8. Số CG hai chiếc loa 00101. Đây là chiếc thứ nhất đã vạch lên. Wow, cái mùi thơm. Thực sự là đây mà có một số các bác quý anh em nào mà cùng Khang Minh thực hiện cái video này thì tuyệt vời. Nhưng mà hôm nay thì mọi người ăn rằm tháng 8 hết rồi. Đèn nhức luôn, không có một vết gợn của e căng và mùi thơm hắc. Đấy, đấy.
như thế là đủ lột ra rồi. Sau đó lật cái ly lông này ra để chú quay. Và Khang Minh thực hiện cái video này xong, lại gói ly lông này, lại gói lại một cái lượt ly lông khác để bảo vệ cái độ đẹp, độ sạch sẽ của cặp loa này, và để giữ cái mùi nó còn thơm lâu hơn nữa khi Khang Minh có thể cung cấp và phục vụ các bác quý anh em sở hữu, ai đó sẽ sở hữu cái cặp loa này. Và bây giờ các bác cùng xem, đây là gọi là thiên thần siêu hiếm. Bỏ ra tiền, bỏ hẳn ni lông ra để quay hết thùng vách, nội thất, tiến loa. Nội thất cái cặp loa này thì có lẽ là bác nào sở hữu chưa chắc đã cho Khang Minh mở ra, bởi vì những cái hàng trên Khang Minh mà các bác quý anh em không cho Khang Minh mở nội thất là chuyện rất bình thường. Đó là sự tin tưởng tuyệt đối đối với những cái hàng Mỹ, hàng tuyển chọn trên Khang Minh mà quý anh em các bác thường xuyên ủng hộ, tin tưởng và mua sắm sở hữu suốt. Mời quý anh em các bác cùng xem này. Kinh điển, đây gọi là kinh điển luôn. Không cần phải khen đẹp. Những cái cặp loa như thế này chỉ có quay để các bác quý anh em chiêm ngưỡng thôi. Gần loa mà cảm thấy nó cái độ sạch sẽ, độ thơm lừng, mà nếu mà tay chân mình bẩn thì cảm giác mà sờ đến những cặp loa này còn cảm thấy ngại các bác ạ. Và bây giờ cái bát, Khang Minh quay mọi góc để chúng ta nhìn cái bát. Cái bát nó đen nhức và nó còn màu ba khoang, màu tím xanh và rất là thơm. Toàn bộ là từ 22 côn 100 hết, cả cái con chép kèn lớn này 2447G, chép xì 2404H và hai cái bát 30 từ 22 côn 100, 2206HBL đời tem đen. Thật là tiếc. Nhấc lốt cái ly lông này ra để sau xoay, chú quay lốt cái lóc loa bên đấy sau xoay. Thơm, cực kỳ thơm. Bây giờ đây là cái ni lông này. Đây là ni lông hay là bẩn đấy? Bẩn đấy nhá các bác nhá. Đấy, Khang Minh quay gọi là từ sát từ đây luôn. Hơi bụi bẩn một chút này. Từng con ốc này. Tem này. Xoay nhá. Hơi quay vào đây để cho nó có cái màu logo chuẩn. Đó. Đây. Quay cặp này trên dưới 10 phút. Chỉnh cái loa này lại. Chỉnh lại như vừa nãy thẳng cho chú để quay sang cặp kia. Đấy, cho nó đẹp luôn. Các bác cùng xem. Đây. Chiếc loa thứ hai. Từng góc cạnh, từng con ốc. Cái điện thoại của Khang Minh nó quay nhanh là nó sẽ mất là độ LED, nó không lấy LED được, cho nên là phải quay rất là chậm. Mà quay chậm thì mất thời gian. Nhưng mà bù lại, các bác quý anh em xem thì cái đồ đạc thì nó là full HD rồi. Mọi người cho cái thiết bị xem của mình ở cái chế độ 1080 luôn nhá, full HD. Hai cái hậu thống hơi thơm lừng luôn. Tiếp theo quay cái góc bên dưới này. Sau đó đây là cái gì đây? Bẩn này. Bẩn nha các bác nha. Đấy. Những cái cặp loa với tình trạng như thế này thì rất là hiếm luôn. Bây giờ nói chung là hàng hóa thì cũng rất là nhiều, nhưng mà đối với những cái cặp loa đẹp thì không có nhiều.
và càng ngày sẽ càng đắt. Những cái cặp loa như thế này càng ngày càng có giá trị. Các bác và quý anh em sở hữu thì nó sẽ có giá trị suốt với thời gian. Hàng nó không sản xuất nữa và càng ngày nó càng ít đi. Đây, các bác cùng xem đằng một bên hông Khang Minh đã xoay ra nhá. Kinh khủng không? Kinh khủng không? Khang Minh sẽ quay từng chiếc một. Gọi là trên cả tuyệt vời luôn. Do thời gian vừa qua Khang Minh bận rất nhiều công việc, ăn cỗ, cưới xin người thân, người quen, hàng xóm rồi, thì cho nên là ngày hôm nay rằm tháng 8 mới lại hôm qua mới bắt đầu rảnh rỗi và thực hiện video liên tục, sau đó đăng tải lên dần dần. Hôm nay là không biết là video thứ mấy rồi nữa, nhưng mà là mùng 1 tháng 10, hôm nay chính thức là rằm tháng 8, Khang Minh thực hiện những cái video này, giới thiệu những cái đồ Mỹ, hàng hiếm, hàng kinh điển. Sau đó các bác và quý anh em cứ xem dần dần, mặc dù là sang ngày mai, ngày kia nó là mùng 2, mùng 3, mùng 4 rồi vân vân, nhưng mà Khang Minh sẽ đăng tải những cái video hôm nay. Đây nó sáng quá, nó còn không cả rõ những cái chữ nghĩa nó đẹp, gọi là đây là trên cả tuyệt vời. SR4732X Khang Minh vẫn gọi là làng tiên nâu, chất âm thì thôi rồi, cực kỳ hay và cao cấp, quyến rũ vô cùng ở cái con chép xì. Và đời 4732A CG2 cũng vậy. Xoay đốt cái cạnh còn lại. Cạnh còn lại. Đây phải không? Xoay đi. Xoay nốt chiếc kia ra. Rồi, dịch vào hai chiếc gần nhau vào. Thôi được rồi, như thế này là các bác thì anh em xem quá là cụ thể và chi tiết rõ nét. Thôi chuẩn bị ly đông, Khang Minh lại xong video và đóng gói. Các bác và quý anh em quan tâm sở hữu và để biết được giá của cặp loa này thì vui lòng liên hệ cho Khang Minh theo số máy trên tiêu đề video. Và Khang Minh cũng quay luôn cái tấm biển đây, mọi người sẽ chiêm ngưỡng cái cặp loa này sau khi Khang Minh gọi thêm một người trợ giúp để nhấc cái thùng cát xê này lên. Đó, trong đó là SRX725, gọi là hàng chỉ có thiếu cái thùng xốp, thùng cát tông thì nó là hàng mới. Các bác và quý anh em quan tâm đến cái sản phẩm Khang Minh vừa giới thiệu hoặc là rất nhiều các sản phẩm khác nhau nữa, liên hệ cho Khang Minh theo số máy trên đây nhé. Rồi, hẹn gặp lại các bác, quý anh em ở những video lần sau.